Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và quý khách hàng về những sai lầm mà những khách hàng đi mua xe thường hay mắc phải, cũng như là cái video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn về một chiếc Vios sản xuất năm 2019 bản E1.5 tư nhân chính chủ. Thì cái đầu tiên mà em chia sẻ cho anh chị và các bác rằng là rất nhiều quý khách hàng khi đến cửa hàng em thường là mắc một vài những cái sai lầm. Đó chính là khi các bác đi mua xe cũ, cái quan trọng nhất là khi khách hàng đến cửa hàng em vẫn hỏi các bác là định mua xe tầm khuôn nào tiền. Đấy thì các bác, cái đầu tiên là các bác không trả lời, các bác cũng thích rằng là đời cao. Đấy, đấy là một cái sai lầm nhá. Tại vì là cái tầm tiền của mình nó tầm nào thì em sẽ tư vấn đúng cái tầm xe chất nhất để các bác có thể sử dụng được và các bác chạy an toàn trong cái tầm khuôn tài chính mà mình bỏ ra. Đấy, những khách hàng mà đầu tiên mà khi mắc phải khách hàng lái mới gọi là mới sử dụng xe là các bác, quan trọng nhất đó chính là cái suy nghĩ trong đầu của các bác là phải là đời cao thì xe nó mới đẹp. Đấy, ví dụ như các bác có 300 triệu nhưng các bác muốn mua một con Vios 19/20. Đó là cái sai lầm. Và những cái sai lầm đó thì rất dễ mắc phải khi các bác gặp những chiếc xe lỗi, hoặc là những chiếc xe mà đã qua taxi dịch vụ, hoặc là những chiếc xe ngập nước. Thì đối với thời điểm hiện tại, những chiếc xe mà lỗi hoặc là xe dịch vụ taxi ngập nước thì 2019, thậm chí là 2020, các bác mua thì nó cũng chỉ có loanh quanh 300, thậm chí là 320. Ở những chiếc xe đấy thì các bác mua về khẳng định luôn là sẽ không đi được. Đó, trong quá trình mà các bác sử dụng là sẽ phải sửa chữa rất nhiều, và gần như là nó sẽ báo lỗi và hỏng liên tục đối với những chiếc xe mà nó đã bị qua taxi dịch vụ, hoặc là những chiếc xe mà đã bị đâm đụng hoặc ngập nước. Đấy, đấy là cái sai lầm lớn nhất khi khách hàng mắc phải. Đó, cái thứ hai là quý khách hàng, cái đầu tiên là các bác chưa đi xem xe, các bác tham khảo trên mạng, các bác thấy những chiếc xe mà các bác chưa am hiểu về các phiên bản. Đó là một cái sai lầm lớn nữa. Khi các bác gặp phải những con xe mà Vios 2016-17 bản Z. Đấy, từ 2014 trở lên nó sẽ có thêm bản Z, bản Limo nhé, bản máy 1.3. Đó, hoặc là những chiếc xe mà Vios cái form cũ, cái trần của nó màu xám nhé. Khi mà những chiếc xe Vios bản E xịn, bản chính, bản đủ nhất ấy, thì nó phải là trần màu vàng. Đó, trần màu vàng thì nó mới đúng được. Và nó sẽ không có cái nỉ ở trong phần khoang máy. Đây, em sẽ quay luôn cho các bác nhé. Riêng Vios bản thiếu không bao giờ có cái nỉ trong này. Cái nỉ trong này nhá. Đấy, cái nỉ trong này, cái nỉ chống ồn vào khoang từ khoang động cơ và trong nội thất này. Đấy, và cái nỉ này thì gần như là khẳng định luôn là không ai độ được. Bởi vì là khi lắp cái nỉ này vào phải ra toàn bộ những cái đường dây dọ này thì mới đưa được cái nỉ này vào nhá. Đấy, những cái nỉ đây, ví dụ như cái đường, những cái lỗ này. Đấy, cái đường dây dọ này thì phải tháo toàn bộ cái đường này ra thì mới đưa được cái nỉ này vào. Đấy, phải mới đưa được cái nỉ này vào thì là không ai có thể độ được, gần như sẽ không ai độ được cái nỉ này. Các bác nhìn những con xe nào mà ví dụ như cái trần, gặp những cái trần màu xám là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là nó không có cái nỉ đấy thì chắc chắn nó là bản thiếu các bác nhá. Đấy, các bác mà ở nhà các bác có ý định xem xe, các bác lên mạng, các bác xem trên những cái trang mạng, trên những cái chợ ô tô cũ, có những con xe mà 2014, 2015 mà người ta chỉ giao bán với cái tầm nguồn tiền là 200 triệu hoặc là 230 triệu quay về, thì những chiếc xe đó khẳng định luôn là mua về sẽ không sử dụng được. Đấy. Nhìn ngoài hình thức form dáng thì nó vẫn y như nhau, giống như đối với bản E. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ khác hoàn toàn về nội thất, bởi vì riêng dòng Vios này nhá, bản thiếu, riêng bản Limo nhá, sẽ không mua được lẻ. Đấy, chỉ có hãng taxi dịch vụ người ta mua theo lô thôi. Và những xe đấy thì chắc chắn một điều là đã bị thải ra rồi, thì các bác mua về không có kinh nghiệm thì không bao giờ sử dụng được. Đó, đây chiếc Vios ngày hôm nay mà em quay em giới thiệu cho các bác này là chiếc sản xuất năm 2019 bản E1.5, một con xe đẹp, đã được test và kiểm tra rất kỹ, dọn dẹp chi tiết từ gầm bệ khoang máy. Các bác mua về là chỉ có sẵn đóng thuế ra tên là chạy. Nếu các bác có nhu cầu, cửa hàng sẽ bao tên trọn gói và bán có bảo hành trên cam kết văn bản giấy tờ. Và khi các bác đi xe ra khỏi cửa hàng là sẽ có quay video trực tiếp và đăng công khai trên mạng, nói luôn là bảo hành cho các bác. Đấy, từ những con ốc cabo cúp này, zin hết, từ những cái lòng này, những cái lòng gầm này, đây, đấy, toàn bộ gầm bệ này,
em đã dọn cực kỳ chi tiết. Và cũng rất nhiều bác nhắn tin cho em nhé, tại sao không để mộc dọn kỹ đi thì làm sao các bác có thể xem được lỗi. Như các bác nhìn đây, em dọn thì là em tẩy rửa sạch đi thôi. Khi mà tẩy rửa sạch như thế này các bác quá dễ nhìn luôn. Đấy. À có một cái sai lầm nữa là khi khách hàng đến này là nhìn thấy những cái sơn sần này, cái sơn đơn này là bảo là sao bả mắt ít mà đây là sơn sần của nhà máy các bác nhá. Đấy, cái sơn này là sơn sần và keo từ nhà sản xuất chứ không phải bả vào đâu, không ai bả được cái mà nó sần như thế này. Đấy, bả từ những cái lỗ này, lỗ sắt xi này. Đấy. Và toàn bộ phần gầm càng này thì em không phủ capsulon nhé. Đây chỉ là sơn đen một lớp rất là mỏng lên để trả lại cái màu đen nguyên bản của nó. Vốn dĩ từ mới nó sẽ đen như này, nhưng mà qua thời gian sử dụng là nó sẽ bị bạc cái màu đen này, thì ép sơn lớp mỏng thôi chứ không phải là bả phủ capsulon vào đâu. Đây, từ những cái đường chỉ cua lốm gì hết này. Đấy, đây những cái mai ơ này cũng thế này. Vốn dĩ của nó thì nó sẽ màu đen như này từ mới, nhưng mà khi đi sử dụng nó sẽ bạc đi, nó sẽ bợt bạc đi, thì là em sẽ sơn đen lại rất mỏng như này, các bác nhìn rất dễ này. Đấy, đây toàn bộ. Và kể cả từ khoang máy nhá, từ khoang máy, từ keo chỉ dính hết. Đây, từ những con bản lề này, từ những con ốc bản lề, cánh cửa bản lề này, đó, từ những cái má ghế và toàn bộ từ mặt táp lô. Những con chiếc xe như thế này các bác mua về, các bác chạy gia đình hay chạy dịch vụ gần như là quá bền. Đây, máy zin hết này. Đấy, máy zin này, keo đuôi chuột này. Và toàn bộ phần thân dưới này zin hết. Đó, toàn bộ phần đầu của sắt xi này, phần răng đứng này. Và phần răng đứng này. Phần răng đứng trong này nhá. Đấy, phần răng đứng và toàn bộ phần tai này. Đây phần tai những con ốc này. Đấy, những con ốc này. Đây, em tẩy rửa sạch đi như này. Đấy, thì các bác dễ nhìn như thế này. Đây, trong này khi mà để bẩn các bác không bao giờ nhìn được vào những trong này nha, những khe trong này nếu để bẩn. Đây, em rửa sạch đi các bác nhìn rất dễ này. Đấy, rất dễ, từ những cái ngóc ngách trong này đó, từ ngóc ngách trong này và toàn bộ từ những capo này. Đấy, đây. Đấy, tất cả những con ốc trong này đi hết này đó, toàn bộ từ đèn và tổng thành phía trong nội thất nhá. Trong nội thất đây là cột kèo bản lề bên lái này. Đấy, sản xuất năm 2019. Đấy, zin hết luôn, từ bậc bệ lên xuống, từ bàn chân phanh, chân ga và chân côn, cùng với lại vành vô lăng củ số đây. Đấy, củ số và toàn bộ da ghế. Tổng thành xe bóng khí này. Đấy, bóng khí phiên bản 7 bóng khí các bác nha. Toàn bộ cột kèo bản lề zin hết. Còn về phần sơn thì khẳng định luôn là nhà em bán xe thì không có con nào có sơn zin nữa nhá. Khi đã về cửa hàng lúc mới mua về ấy, thì là sẽ có nhiều con là sơn zin từ mới, nhưng khi đã bán ra cho khách hàng, đã về đến tay em là em sẽ phải bắn tỉa và đánh bóng cả xe, bởi vì khi xe lăn bánh ra đường thì không thể tránh được xước sát trượt choạt nhá. Đấy, và đây là toàn bộ tổng thành, từ những cái mặt táp lô, từ những cái củ số, từ những cái vô lăng này đó. Vậy thì với cái tầm tiền mà loanh quanh hơn 300 triệu, dưới 400, nó sẽ dao động khuôn khuôn khoảng 375 triệu bao hồ sơ. Và sẽ có lọc lá cho các bác một chút xíu khi các bác thiện chí đến cửa hàng xem xe và chạy thử. Vậy thì các bác có nhu cầu mua về vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ, một mẫu xe form dáng hình thức đẹp, đã lên form mới rồi. Form này màu trắng, các bác có thể chạy xe hoa cưới hỏi thoải mái luôn. Vậy thì các bác mà có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, hoặc là có bất kỳ những câu hỏi gì liên quan đến ô tô cũ hay muốn tư vấn, các bác cứ alo cho em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí, để các bác có thể lựa chọn được những chiếc xe đẹp, các bác có thể mua nhà em hoặc bất kỳ cửa hàng nào. Rồi, sau đây em xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị và quý khách hàng ở những video clip tiếp theo.